chúc anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Hôm nay lời nói đầu tiên của con á, con xin kính chúc cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước ngoài nước một ngày mới ăn Tết vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Con chúc gia đình của cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước ngoài nước dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, gia đình được hạnh phúc, ăn Tết vui vẻ là mang phát tài. Con cũng có đôi lời tâm sự với cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, và con gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị mạnh thường quân, anh chị em trong nước và ngoài nước. Từ lúc mùa dịch bùng phát cho tới hôm nay thì cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước ngoài nước trợ duyên cho con, gỡ tiền về cho con, những số tiền mà con sửa nhà cho cô bác khó khăn nghèo khổ, có nơi có chỗ để tá túc, che nắng che mưa, và những phần quà rồi những bữa ăn từ ở thành phố Sài Gòn đi tới các nơi các tỉnh, chỗ chùa nuôi mồ côi, và già neo đơn, và khuyết tật, có những phần quà, những bữa ăn ấm áp tình người. Con cũng là một cầu nối, để mà trao những phần quà, những món ăn đến cho cô bác bà con khó khăn. Thì một lần nữa con cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước thương con và thương là tất cả đồng bào Việt Nam của mình nghèo khó khăn. Một lần nữa con cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước ngoài nước đã trợ duyên cho con. Con là một cầu nối đến những cái nơi khó khăn nghèo khổ gần xa. Thì hôm nay con cũng có đôi lời, con xin cảm ơn, chân thành cảm ơn cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước rất là nhiều. Những cái món quà đầy ý nghĩa, ấm áp tình người, thì con cũng cảm thấy, vợ chồng con cũng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hạnh phúc. Con cố gắng làm cầu nói đến cho cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước ngoài nước. Thì thôi giờ con cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Một lần nữa con cảm ơn rất là nhiều dữ lắm luôn á. Thì con cũng cảm thấy hạnh phúc mà con không biết nói làm sao. Thì một lần nữa thì con cũng xin cầu chúc cho cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước ngoài nước được ăn Tết vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Và con xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước ngoài nước từ đầu mùa dịch cho tới bây giờ trợ duyên cho con và hỗ trợ cho con, giúp đỡ bà con khó khăn. Và con xin chào cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Con xin chúc cô chú anh chị ăn Tết vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Quý vị ơi, ngày hôm nay em sẽ cho quý vị khám phá một con đường tuyệt đẹp, con đường ven biển từ thành phố Quy Nhơn về Phù Cát quê em nha quý vị. Đây là con đường lên cầu quý vị ơi. Và đây là con đường một ven biển, một bên núi, có nhiều đồi cát rất đẹp, và xa xa kia là nhà máy điện năng lượng mặt trời, có những cái cánh quạt tu bin nhìn rất là hoành tráng. Và con đường này là rất là ít người đi nha cả nhà, nó còn đơn sơ nhưng mà cảnh rất là đẹp luôn.
Và bây giờ em sẽ tiến vào bên chùa Ông Núi, là một ngôi chùa có tượng Phật cao nhất Đông Nam Á nha cả nhà. Xin mời quý vị và bạn cùng theo chân mình định đi vào bên trong ngôi chùa này. Hôm nay rất là nhiều các thực khách ghé chùa Ông Núi nha quý vị. Và đây là xung quanh chùa Ông Núi nè mọi người. Đây là có mấy chú chụp hình nè. Phía trước cổng chùa, trên phía trước chùa Ông Núi thì cũng khá rất nhiều cô chú bán đồ lặt vặt ở trước cổng chùa nha mọi người. Bán kem móc quế nè, kem bảy màu nè, chuỗi, xúc xích và các trò chơi dân gian. Và bây giờ là bắt đầu lên chùa. Và bây giờ em sẽ đi lên nha quý vị. Từ đây mà lên tới đỉnh trên tượng Phật đó là đi 600 bậc nha cả nhà ơi. Đi đuối luôn, đi trưa nắng là đi không nổi luôn. Đi một xíu là nghỉ, đi một xíu là nghỉ. Rất là xa, 600 bậc. Đi lên một đoạn là nghỉ cả nhà ơi. Nó hơi bị đuối á. Đi hoài mà không tới.
Sau khi dạo một vòng thì bây giờ sẽ bắt đầu em đi xuống nha cả nhà ơi. Nhìn một bên biển, một bên núi rất là đẹp luôn. Đi xuống thì nó nhẹ nhàng hơn, không bị mệt. Rồi đi lên muốn tắt thở vậy quý vị. Xa xa kia là bên biển, một phút đây là núi. Và bây giờ em sẽ đi về nhà em. Nhà em thì đi con đường một bên biển một bên núi như này, đi thẳng một con đường là về tới nhà luôn quý vị. Cảnh rồi còn rất là hoang sơ và đẹp luôn, biển rất là trong luôn quý vị. Đây là bên núi nè, còn phía bên đây là bên biển.